Chào các bạn nha. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách claim nhiều đồng coin trên một lần làm thao tác làm việc nha. Thì cụ thể thì kênh YouTube của mình sẽ đặt tiêu đề ví dụ như cái claim cái đồng token này chẳng hạn, thì mỗi cái video mình sẽ đưa lên cái hình ảnh thumbnail này ở video. Các bạn vào và truy cập vào website nha. Website claim.net này. Được chưa? Để tránh những cái video trùng lặp thì mình sẽ chỉ hướng dẫn một lần cái video và update lên nội dung video thì làm chỉ là một nội dung, nhưng cái phần để mình claim thì được để ở bên trong nội dung của website. Thì các bạn vào bên trong này nhá. Đầu tiên các bạn vào bên trong website claim.net, các bạn nhấp vào một cái dự án claim adrop này. Ví dụ các bạn theo dõi này, ngày cập nhật này, ngày 03 tháng 11 2021 này, là ngày mới cập nhật là ngày hôm nay đây. Đó. Thì các bạn vào đây các bạn làm theo các bước sau. Thứ nhất là copy contract này, sau đó các bạn quay sang ví MetaMask hoặc cái chút wallet của các bạn, dán địa chỉ contract vào và nhấp add token và nhấp input token nhé, thêm mới token vào. Sau khi đã thêm một địa chỉ token vào ví thì các bạn quay trở lại website claim.net này. Tìm từ bước 2, nhấp vào link rút gọn đây để nhận token nhé. Rồi, các bạn nhấp tìm tới website, tìm tới cái nút claim.net. Nó sẽ di chuyển xuống cái phần claim thì các bạn nhấp nhấp vào đây để claim thôi nhé. Get đây, get 300 triệu Facebook này. Nhấp tiếp theo và nhấp kết nối này. Đây nó yêu cầu Figa, hiển thị lên bảng Figa, các bạn nhấp xác nhận là ok. Đấy. Thì đây, giao dịch đang được xử lý đây. Đấy, tương tự nhá. Mình sẽ làm một cái dự án khác. Mình sẽ mở một loạt lên. Được chưa? Mình sẽ làm ba cái cuối đã, ba cái này. Copy contract này. Quay sang ví của các bạn, bạn dán vào này. Rồi, copy contract tiếp này. Các bạn dán vào này. Add token và nhấp input token này. Rồi, tiếp theo dán một cái nữa này. 10 token Waka Network này. Nhấp contract, copy contract này. Quay sang đây và dán vào này. Rồi. Thì ở đây nhá. Hiện tại thì là claim là không, số của mình là không coin nào nhé. Thì mình sẽ vào từng cái website một mình để mình claim. Thì đây cái dự án này trước mình sẽ claim này. Đây, tìm tới nút claim này, mình nhấp vào claim, sau đó nhấp tiếp theo để close ví này. Nó hiển thị lên bảng Figa này. Nhấp xác nhận này. Ok. Cái tiếp theo. Thì đang rất cần này. Thì đang drop này. Nhấp tiếp theo này. Nhấp kết nối này. Cái ra này không phải không quên không muốn. Nhấp xác nhận này. Rồi, tiếp theo. Cái website tiếp theo, nhấp claim này. Tìm cái nút claim này. Nhấp tiếp theo và nhấp kết nối này. Rồi. Mình sẽ quay lại ví của mình. Thì đây. Mình đã claim được 300 triệu đồng token Facebook. 300 triệu đồng token Facebook. 100 đồng token D Dogecoin, 100 đồng token Dogecoin, 100 đồng token Halloween và 10 đồng token Wolf, 10 đồng token Halloween. Đó, thì ở cái video này mình hướng dẫn các bạn cách claim một loạt tổng thể để tránh trường hợp những mình đã phải làm đi làm lại nhiều video, nó quá giống nhau, nó nhàm. Đó,
thì các bạn chỉ cần nhấp vào đây kiểm tra. Ví dụ như cái dự án này, Metaverse đây, mình nhấp copy contract này, các bạn là dán vào. Nếu mà nó dự án mà mình đã tham gia rồi thì nó hiển thị lên đây, thì mình không tham gia thì thôi bỏ qua đó. Thì các bạn cứ vào website này và cập và nhấp một loạt để kèm và một loạt để nhận token, một loạt để copy contract và copy sang dán trong góc của mình. Còn những cái dự án ở bên cánh của tư phạm ở tay phải đây thì là những cái dự án sắp kết thúc vào những ngày gần nhất, các bạn cũng làm tương tự ra lại. Nếu chưa cái nào chưa tham gia thì hãy tham gia, và những cái nào tham gia tôi bỏ qua nha. Tiếp theo mình xin hướng dẫn các bạn cách kiểm tra cái dự án này có tính xác thực tốt hay không, hay là lừa đảo. Thì các bạn có thể copy contract này, sau đó các bạn quay sang ví MetaMask sang website bsccan.com, các bạn dán địa chỉ contract này vào, nhấp nút tìm kiếm, được chưa? Thì ở đây nó có cái thông tin là cái tài khoản holder và số lượt giao dịch này. Như cái này thì mình đó thì là một đã có một cái số thông tin của nó này. Đấy. Và các bạn quay ra giá ra bên ngoài cái lúc contract này đã được tích xanh là cái hợp đồng này là ok nhé, không phải scam nhé. Tiếp theo mình sẽ kiểm tra một cái nữa. Đấy, để là cách chắt lọc những cái dự án có lừa đảo hay không. Đã có được tích xanh này, nhà đã được 3 lần nó kiểm duyệt nhé, và những cái giao dịch của nó đây. Ok. Đấy, thì cái video này mình hướng dẫn các bạn cách claim tổng một loạt các dự án. Các bạn hàng ngày các bạn chỉ vào website claim vào đó .net và làm theo hướng dẫn vừa nãy của mình đã hướng dẫn. Thì bạn nào chưa có tài khoản sàn giao dịch Binance, MXC, OKX, HobbyGate, các bạn có thể vào đây đăng ký để ủng hộ kênh nha. Thì để hưởng 20% phí giao dịch trọn đời của sàn Binance và một số sàn khác nhé. Video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.